Ngày xưa ngày xưa, có một chú ếch và một chú chuột là bạn thân của nhau. Ếch thường xuyên sang nhà chuột chơi, và cả hai cùng chia sẻ những món ăn ngon mà chuột đã tích trữ đầy kho. Một ngày nọ, ếch mời chuột đến nhà mình chơi. Chuột tội nghiệp không biết bơi, ếch bảo chuột rằng nó sẽ cổng chuột trên lưng. Chuột đồng ý ngay lập tức. Đi được nửa đường, ếch nảy sinh ý nghĩ độc ác muốn ăn thịt chuột. Nó liền lặn xuống đáy sông. Chuột nhận ra sự phản bội của ếch, nó bắt đầu khóc và kêu cứu. Một con diều hâu đang bay trên bầu trời nhìn thấy cảnh tượng đó. Nó liền lao xuống vào vồ lấy chuột và bắt đầu bay lên cao. Ếch vẫn đang bám vào chân chuột, cũng bị diều hâu mang theo. Lúc này, Ếch mới nhận ra sai lầm của mình. Vì lòng tham muốn có thêm thức ăn, nó không chỉ đánh mất người bạn tốt mà còn tự đặt mình vào nguy hiểm.